Rồi đây nha bạn ơi, lột quá chừng dễ luôn nè. Trứng gà, trứng vịt chị á, mình lột cũng dễ chừng ha. Khi mà mình lột cái cách này á, thường thường á mình luộc á, bình thường á thì nó rất là khó lột luôn nè, nhưng mà mình luộc cái cách này á, thì nó dễ lột quá ha. Bữa nay á, thì mình sẽ luộc trứng theo yêu cầu của một bạn nha. Hôm trước á, thì mình có chia sẻ cái video luộc trứng vịt, cái cách luộc đó rất là dễ lột luôn. Thì á, có một bạn vô hỏi là trứng gà đó, thì cái vỏ nó mỏng rất là khó lột luôn, thì hỏi mình cây chia sẻ cái cách luộc làm sao để cho dễ lột. Thì hôm nay mình sẽ luộc nha. Ở đây mình có ba cái trứng gà và còn một trứng vịt nè, thì mình luộc chung luôn ha. Thì mình áp dụng cái cách luộc này cho trứng gà và trứng vịt luôn thì rất là dễ lột luôn nha. Mà trong khi mình luộc á, mà lỡ mà trứng nó có bị nứt bị bể gì đó thì nó cũng không có bị xì ra ha. Trứng gà thì thường thì nó rất là khó lột hơn là cái trứng vịt, tại vì thì cái thịt ở bên trong á nó rất là mềm, nó rất là nhão, còn cái vỏ thì nó rất là mỏng luôn, cho nên nó lột khi nó dễ có bị dính với cái lòng trắng của trứng gà lắm. Rồi bây giờ mình sẽ rửa sơ trứng lại nha. Thường thường á, trứng gà hoặc là trứng vịt gì á thì á, trứng mới á, thì rất là khó lột luôn nha. Nhưng mà mình luộc cái cách này á, thì mình lột dễ lắm. Rồi rửa xong rồi mình để vô nồi luôn. Rửa xong rồi thì bây giờ mình sẽ chế nước nha. Mình chế nước cho ngập trứng vịt hoặc là trứng gà ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho vô đây là một muỗng muối nha. Cũng tùy theo cái lượng nước, nếu mà nước ít thì mình cho muối ít, còn nước nhiều thì mình cho muối nhiều nha. Tại vì mình luộc 4 trứng thì mình cho cái lượng nước là khoảng chừng 800 ml nước à. Mình cho khoảng muỗng cà phê. Còn nếu như mà các bạn luộc nhiều, nước nhiều thì mình cho muối nhiều hơn. Rồi bây giờ thì quậy cho muối tan ra nè. Muối thì nó làm cho cái trứng vịt và trứng gà mình nó sẽ săn lại. Trong khi mà nó săn lại thì mình lột nó dễ lột hơn, và nó có bể nó cũng không có bị xì ra nữa. Hôm trước thì mình cũng có luộc thử cái cách khác, mình cũng có cho chanh vô, nhưng mà mình thấy là mình cho chanh hoặc là giấm vô vậy đó thì mình thấy nó hơi khó lột hơn là cái cách này ha. À, cho nên mình thấy cái này thì nó tiện hơn, mình chia sẻ đến các bạn nha. Rồi bây giờ thì bật lửa để mình luộc. Khi mà để trứng vô thì bây giờ mình xay nha, mình lấy lửa mình xay nhẹ gì nè, để cho cái lòng đỏ nó nằm ở giữa, khi mà mình lột thì nó cũng không có bị bể cái lòng đỏ nha. Lòng đỏ thường thì nó hay bị nằm một bên á, mình lột nó sẽ dễ có bị dính với cái vỏ của trứng lắm. Mình quậy gì nào khoảng chừng 2 phút. Mình lột với cái lửa vừa thôi nha, đừng có lớn quá. Lớn quá thì nước nó nóng thì cái trứng nó có bị bể ra lắm, tại vì cái vỏ của trứng gà nó rất là mỏng luôn. Rồi thì mình quay xong cái thời gian rồi, bây giờ mình để yên ha. Trứng thì mình tính từ cái lúc mà nước sôi bừng thì cho đến 10 phút sau là trứng nó sẽ chín nha. Còn nếu mà các bạn ăn lòng đào thì từ nước sôi cho tới 5 phút thì mình vớt ra, thì trứng lòng đào rất là ngon luôn nha. Một hồi cái mình cũng lại mình sơ sơ nhẹ nhẹ vậy nè, đừng có để yên một chỗ ha.
Ngoài trời bữa nay mưa lâm râm cả nhà, mưa từ hồi trưa tới giờ luôn. Rồi thì mình luộc hồi nãy giờ thì cũng đủ thời gian rồi nè, bây giờ mình tắt bếp nha. Vớt ra mình ngâm với nước lạnh. Mình bỏ vô cái thau nước mình ngâm để cho nó mau nguội nha. Có một trứng gà nó bị nứt ra nè, nhưng mà nó không có bị xì cái chồng trắng ra ha. Rồi để đây cho thật là nguội đi rồi mình thả lột nha. Rồi thì mình ngâm hồi nãy giờ trứng cũng đã nguội rồi nè. Rồi bây giờ mình đậy nắp lại ha, hay là mình lấy cái dĩa gì đó mình đậy lại, mình lắc nha. Mình lắc cho đều đều gì nè để cho cái vỏ trứng nó dập dễ lột nha. Rồi lắc xong rồi mình đổ nước vô để mình lột cho nó sạch nha. Rồi đây nha bạn ơi, lột quá chân dễ luôn nè. Trứng gà trứng vịt chị mình lột cũng dễ chân ha, khi mà mình lột cái cách này á. Cái trứng nè dễ khắc luôn. Quá dễ. Cái trứng vịt này thì nó bị dửa nha cả nhà, cho nên mình không có lột. Để qua một bên đi. Có bạn nói là cái vỏ trứng gà nó rất là mỏng luôn, mà mỏng thiệt nè, mỏng dánh luôn ha. Thường thường á mình luộc á bình thường á thì nó rất là khó lột luôn nè, nhưng mà mình luộc cái cách này thì nó dễ lột quá ha. Rồi đây nha cả nhà, cái trứng láng bóng luôn ha. Rồi thì mình lột cho cả nhà xem hai trứng ha, rất là dễ lột luôn nè. Rồi thì mình vừa chia sẻ với các bạn cách luộc trứng cho trứng dễ lột ha. Rồi nếu mà các bạn xem mà thích cái video này thì mà mốt có luộc trứng thì các bạn áp dụng cái cách này thử nha. Rồi video mình đến đây thì cũng hết rồi, mình xin tạm dừng và hẹn gặp cả nhà mình video sau nha.